ống đi luôn, không có lên, chứ nó không có đi dìu dìu đi được. Nó dìu cho đây mà mình lên xíu nữa. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình test con Dio SR. Độ lên 70cc nha, thì bây giờ mình cho nó nóng máy xíu nữa. Mình cho nó nóng chút các bạn, tại nãy giờ quay á. Mà cái này trơn quá à, cái giày bên nó bị trơn á. Trời ơi, nó nhẹ quá, nó bê ghê lắm. Cái này không được rồi, không ổn rồi. Cái này nó bị trơn quá. Nè, cái khúc này nè nha, là nó còn bình thường đúng không? Nhưng mà khi mà lên chút xíu nữa nè, đó là nó rất là nguy hiểm. Và con này cũng đã được gắn một cái nối gấp ra cho xe nó dài ra rồi, thành thử là nó không có bị lên đầu. Chứ mà cái đoạn ga mà hồi nãy mình nói với các bạn á, là nó, mình cho nó là cái ga giữa đi, khi mà mình lên ga giữa đúng không, thì từ đây nè thì nó sẽ phóng đi luôn, nó không có lên, chứ nó không có đi dìu dìu đi được. Nó dìu tới đây mà mình lên xíu nữa đó là nó hút đi liền luôn. Mà nếu mà các bạn đi mà không có đi nối gấp, không có đi cái cục nối máy á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm, nó vặn ẹn cái là nó lên đầu luôn rồi, nó nguy hiểm lắm. Thành thử là phải có cái cục nối máy đó bạn. Giờ mình sẽ thử cái này, không có lên đầu được rồi, nó mạnh quá, với lại cái lốp nó bé quá, cho nên các bạn thấy nó mà bên nghiêng qua nghiêng lại á, xe nó rất là chao nè. Cái hành trình của cái lốp ít á thì không có vô cua, vậy không vô gắt được, xe nó chao, vậy thấy không, nó chao lắm, và cái độ nghiêng xe nó rất là ít. Để mình chạy thêm xíu đó nha. Về phần thắng thì cũng ok, tại vì thắng sau là thắng đùm, nó dịu lắm, nhưng mà bù lại thì nó sẽ không có được ăn. Lát nữa con có đoạn đường bắn bên đời ba thử nha. Cái này nó trơn quá à, cái này là có thể là do ảnh dưỡng nhám á, ảnh dưỡng bóng á, cho nên nó chân lùi rồi các bạn ơi, chân lùi rồi, cho nên mình không có dám chạy gắt này, không có bám lại được á, mình không có cái gì mình không có tựa vô được cái xe á. Ôi trời ơi. Ra đây là có công an á. Khổ, nó mới ngắm cái đầu luôn. Cái này nếu mà muốn test kiểu test tốc độ nữa chắc phải cho mình mượn cái lót thảm, chứ không có lót thảm mình không dám chạy. Mình chạy cái nó bị tuột lên vậy nè các bạn, nè nó tuột lên vậy nè,
Bên không có kìm, bên không có kìm chân lên được. Thì biết là xe nó nhẹ như vậy cho nên các bạn muốn nó có cái sự sự đầm, sự chắc, không có bơi thì hơi khó. Cái này mà ai mà nhẹ nhẹ cân hoặc là không biết mà ngồi ra làm sao mà dặn hết ga cái là hứa với bạn luôn, lực chắc quá mạnh đi. Và xe nó nhẹ quá, nó không có cái gì nó kềm hết đó. Thử cái đây nha. Này là bên nặng bên đè, bên đè tới đằng trước á. Chứ không thôi là xe nó bay luôn rồi, xe nó bật mở đằng sau luôn á. Dạ không, khỏi anh. Chạy được không? Được, nhưng mà cái này nó trơn quá à. Không, em không dám chạy nhanh. Em thắng cái tuột rồi. Nó hơi trơn. Ờ. Với lại cái thắng trước nó hơi ăn á. Ừ, lúc mà thắng xuống cái là mình... Nó xuống liền đúng không? Mình bị tuột lên. Nhưng mà xe nó chạy vui ghê á. Nó qua cái giữa là nó nó phóng đi liền luôn. Nói chung là gia tốc rồi nó ấy lắm. Ừ. Không mà mạnh, mạnh quá. Cái này ai mà không biết lên dặn cái là nhỏng luôn á, bay lên luôn á. Bây giờ mình quay xem sót đó nha. Ok. Thì sướng rồi các bạn. Đủ sướng chưa? Mình là mình sướng lắm rồi đó. Hẹn gặp các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Anh em có xe độc lạ mà muốn giới thiệu tới mọi người thì cứ liên hệ cho Vinh. On its edges, my pop work is life when it's complex. If I'm loving its center, if I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the beat. This is the city I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. I owe you most my best moments in life.